Dạ con chào bà. Sao bà giờ này bà chưa về mà con đi đâu nữa đó? Bà đi cẩn thận nha bà. Xe cụ cứ băng băng qua ra đường đó bà con cô bác. Không biết giờ này bà đi đâu nữa. Phương xin chào cô bác anh chị. Hôm nay thì Phương cũng lãnh tiền YouTube tới bà con cô bác. Thì cũng Phương cũng lãnh tiền YouTube thì nói chung là không có nhiều đó, cũng ít thôi. Thì Phương nói là Phương có tiền YouTube thì Phương cũng mời các cô ở ngày 6 bà con cô bác. Các cô ở ngày 6 rất là tội nghiệp. Đi lượm đi chai rồi tập trung ngồi rồi nói chuyện đỡ nghỉ chân đó. Ngày 6 ngay chỗ nhà thờ đá nè bà con cô bác ở Nha Trang ha. Phía bên đây thì các cô hay ngồi đây nè. Thì lượm dây chai về thì cô cũng hay rồi trò chuyện đó. Ở ngồi ngay góc này rồi xe cái cô nè. Dạ cũng chào cô ạ. Dạ cũng chào bà. Rồi chào cháu. Bà nhớ con không? Nhớ. Thường cháu hay đi giúp đỡ cho những người khốn khổ mà. Dạ. Thì con tới đây 2 lần rồi, bà cũng biết con ha. Biết cháu. Dạ. Các cô là cũng mấy lít kia đó thì con đăng lên các cô cũng hay ngồi đây ha. Mấy bữa giờ thấy nhiều lắm mà. Nhiều. Không có ngồi đông. Không có dám ngồi đông, ngồi đông anh à. Ngồi đông quá mà xuống chụp quá mình bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng. Một con sâu làm đầu nồi canh. Chụp nó hai người đó chụp hoài rồi. Dạ. Cô không có tính rồi. À, vậy là cũng có một số người là coi như là cũng nhà có tiền hay sao tiền, cô? Nhưng mà muốn thấy những ta đi lượm dây chai đồ á. Dạ. Cho gạo đồ á giúp đỡ. Mình nuôi 4 đứa cháu. Cha mẹ nó bỏ mẹ. Dạ. Nuôi à. Đứa cháu ngoại cha mẹ bỏ nuôi hồi mới đẻ ra đến giờ. Mà ông xã thì đi làm bộ hồ đó. Nhưng đi hồ mà bây giờ là ông bị bệnh phổi nữa. Mà dạ. Chết thiệt rồi, ở ngồi ngày mới sợi á. Chị đó hả? Mấy kỳ là chị đi phụ quán cơm bên đây nghỉ rồi. Dạ. Không có làm nữa, tại vì giờ là cũng có bệnh rồi. Dạ. Coi cuộc sống, với là giãn tĩnh mạch, với khớp đồ, tùm lum cũng đường nữa. Dạ. Mà nuôi một mẹ già là 80 tuổi. Dạ. Với một đứa cháu ngoại. Nay đây là cha mẹ nó bỏ nhau rồi, lúc mới đẻ là chị luôn từ hồi nhỏ đến giờ luôn. Dạ. Với có một thằng con đi học. Dạ. Đó, ông xã thì cứ đi làm bây giờ thất nghiệp rồi. Dạ. Hồi giờ thất nghiệp sớm. Dạ. Dạ. À, vậy là chị mấy cô rồi ăn cái gì chưa? Dạ chưa. Đi từ 3 giờ đến giờ lại đây ngồi. Từ 3 giờ? Đi lụm dây chai rồi ai bán á. Dạ. Qua mua được 100 mấy chục cái giấy. Dạ. Rồi cô chở từ 1 giờ chở xe á. Dạ. Chứ không dám mướn xích lô. Dạ. Chở xong bán được 200 mấy. Dạ. Rồi kiếm cũng vài chục. Dạ. Cô ăn gì chưa cô? Cô thì chưa ăn mà đều có ít ăn lắm. Dạ. À, ăn thì ngày 2 lần mà có 1 chục, cô chỉ luôn uống sữa. Dạ. Sữa không à. Chị có ăn, cô ăn được cái buổi tối cô ăn cháo lòng rồi được không? Ăn được chứ mà đều ăn ít. Ăn ít hả? Ừ. Ăn ít à. Dạ, coi như là cô chưa ăn ha. Ừ, cô chưa ăn gì hết mà đều ăn ít à. Bà ăn gì chưa? Chưa cháu à. Dạ. Thì hôm nay thì con lãnh tiền của YouTube, con lãnh tiền YouTube đó. Con mời các cô chị ăn đi ăn ha. Vậy cô thích ăn cái gì à? Ăn cái gì cũng được, có cho ăn cái gì ăn á. Ăn nói ở đây dễ gì vậy? Dễ ăn á. Ở đây dễ lắm. Tại vì mình đi ra đây là hai chai gì mình nhận cái nấy mình ăn. Dạ. Nhưng mà ăn đúng tiêu chuẩn thôi chứ không có lấy nhiều. Mình đi chai dạ. Gì ăn mà không có cho gì ăn nấy. Cô ăn chai gì là cô dạ. Ăn cái nấy. Thôi bây giờ tối nay thì con sẽ mời các cô đi ăn ha. Bây giờ con mời các cô ăn muốn cháo lòng. Nếu mà ăn cháo lòng không được thì ăn bánh hỏi ha. Rồi bây giờ con mời cô với bà đi ạ. À. Bây giờ Phương mời các cô đó. Hôm nay thì các cô chỉ có 4 người thôi. Nhưng mà con cô bác hôm thì Phương thấy ở khu vực này rất là đông. Để các cô... Thôi giờ cô đỡ xe đây à. Cô đỡ xe đi ha. Đỡ đây xe có mất không à? Không có mất đâu.
có chị kia giữ giùm hả cô? Đó cô này cô giữ cho con, quay mấy miếng cho con, quay mấy miếng với trai hả? Cô có ăn cái gì không? Cô mua cho ăn à? Chưa, cô chưa ăn. Đi đi ăn với con à? Bây giờ cô đã đi dây chai á. Cô cũng lượm dây chai luôn hả? Rồi bây giờ cô ơi, đỡ con từ từ cô. Con dặn đã. Rồi. Bây giờ cô đi qua đường á phải cẩn thận nha mấy các cô. Có gì là rất là khổ. Dạ, có lỡ chuyện gì rồi Phương cũng không yên tâm đó. Rồi bây giờ nè, năm cô đi ạ. Chị đi với em. Bây giờ chị đi vô cái đường núi một ha. Trong đó chị cứ đi thẳng vô có cái tiệm cháo lòng đó. Cháo lòng hay là bánh hỏi gì chị thích ăn gì chị ăn ha. Dắt xe thêm. Rồi chị dắt xe đi luôn. Bây giờ có thêm chị này nữa. Rồi chị đi ha. Rồi em lấy xe em chạy theo ạ. Chị cũng lượm với chai hả? Rồi chị đi theo trong lòng trong cái đường núi một ha. Chị thẳng vô đây trong có cái tiệm cháo lòng mới mở đó. Em cũng không biết cái đợi ý gì rồi em sẽ chạy vô ha. Chị thẳng vô đó đang có cái tiệm cháo lòng. Rồi chị chạy vô đó ha. Đó mới là 4 người, bây giờ thêm 2 chị nữa. Thì bà Phương phải lấy xe chạy sau đó. Thì bây giờ ngay chỗ ngày 6 nè bà con có bác. Hôm ngày 6 có hoa đó, bây giờ chắc người ta làm lại hoa đẹp hơn tại cũng rào này. Bên này là nhà thờ núi ha. Còn mấy ngày nữa là Noel rồi bà con có bác. Bên này cũng có trang trí nữa nè, trang trí. Còn vài ngày nữa tới ngày Noel rồi. Trên sân khấu thì cũng có các cháu lân vợt đó. Chị ơi, chị coi giùm xe giùm các cô nha. Bây giờ Phương lấy xe, Phương chạy vô sau đó bà con có bác. Xe của Phương này nè, gắn bó với Phương là mười mấy năm rồi đó. Giờ Phương mời các cô ăn cho lòng trong này nè bà con có bác. Trong này là người ta kêu là núi một này. Trong này bán hàng ăn rất nhiều đó bà con có bác. Rồi chị vô đây à. Chị vô đây à. Nãy giờ mới tới đây à. Dạ. Hai bà cụ đi một mỗi lần ráng đi cô. Dạ. Cô đi xe qua đây cũng sợ qua đường nào đó nó đông, ráng đi từ từ thôi cô. Trong này nè cô ơi. Phương mời các cô với các chị đó thì vô ăn cháo lòng bà con có bác. Thì vô cháo lòng, cái tiệm và cháo lòng này thì cũng 4 năm rồi. 70 ha. Phương nhìn sẽ qua đây tưởng số 10, đây là số 70 núi 1. Thì chị nói là cái tiệm cháo lòng là 4 năm rồi. Cô, con mời cô ạ. Ủa hai chị kia đâu rồi? À chị coi chừng cái xe bắt đó chị. Ba ngồi đây bà. Đó, rồi mời vô nha. Mời vô con múc cho mấy cô ăn. Hai chị mới hỏi em xong chưa? Tiệm của chị là cũng nói là 4 năm rồi đó bà con có bác. Cái tiệm thì cũng mới sửa sang lại như thế này nè. Ở trong này thì khách rất đông nha bà con các bác. Cô ăn gì ạ? Chị ăn gì ạ? À, chị ăn cháo ha. Cô ăn cháo lòng luôn hả?
lòng luôn. À, chị ăn chỗ lòng luôn. Nghĩ ra coi dĩa bánh là nó bỏ lòng vậy. Nghĩ coi. Dạ. Cái này bỏ thứ khác cũng bỏ lòng. Không bỏ. Bánh hỏi cô đơn vậy? Đây cái gì cho lòng nè. Đây con. Bánh hỏi lòng heo ha. Ăn đi cô. Ăn đi. Ăn đi. Không ăn lòng được. Không ăn lần thì cô bỏ đây cho. Có thịt heo cô ơi. Bây giờ em có lòng. Dạ thịt heo với lưỡi hả chị? Dạ đừng có bỏ ra. Mày cho lòng. Cái này ăn này nha. Thôi chị làm cơm dĩa rồi. Đi chơi. Cái ăn mày ăn ra. Mẹ thì làm đi chứ có mấy lần này cho chị đâu. Cho lòng ở đây có cho quẩy nữa ha. Dạ có luôn. Thì cho em một tô cho lòng cho quẩy luôn ạ. Ok. Dạ. Cho em một tô nhỏ ha. Giờ này thì Phương cũng mới ăn cơm xong rồi Phương thấy cũng ăn thử cái tiệm này ngon như thế nào đó. Bữa sau thì Phương sẽ ghé ăn tiếp với bà con cô bác. Có cho quẩy nè. Bánh hỏi. Ở đây là mình bán bánh hỏi. Đó có cái menu kìa. Đây đây đây. À, mình, quay rồi, lại dạ. Có cái menu mình quay cái menu. Có cũng các cái loại nè, ốc heo, ốc đồ nè mọi người coi. Cô mấy lòng hết mà, chỉ có một cô chỉ là với một cô chỉ hỏi thôi hả? Cho bạn chút mắm. Nước mắm ở trên nữa trong cái đồ. Phương thấy vô cái quán cũng rất là sạch sẽ bà con cô bác. Đây là cái gì đi? Tôi biết chéo luôn nha. Ủa hồi chưa giờ hồi chưa giờ là các cô chưa ăn gì á hả? Chưa ăn vậy đó, đi một giờ đụng với trai tới giờ mà có thời gian đâu ăn. Rồi dạ. Con đây đủ các con đi dạ. Ăn. Rồi con gì đây đủ đi cho ăn. Có nước mắm tím. Rồi con gì đó bây giờ tới mấy cô đây đúng không? Đúng rồi. Thường thường nếu mà thường thường giờ này là mấy cô ăn cái gì? Thường thường ăn cơm thì ăn bánh bao. Dạ. Có cái gì ăn bao thì ăn bánh bao. Dạ. Cơm mà cho chị ăn thấy. Dạ. Mì chay thì ăn với mì chay. Dạ. Có bữa chay. Dạ. Có bữa thì cháo chay. Dạ. Ở chơi gì mà dạ. Hôm nay này có cái chị kia lẹ ha. Chị đây hôm bữa. Chào chị. Dỡ cấu cái ăn ra chứ sao vậy. Dạ. Bữa nay thấy chị lẹ ha. Đẹp gái đúng không? Dạ, không, mấy bữa đâu có thấy chị đâu. Không, không thấy chị đúng không? Chị tới trễ. Tới trễ hả? Cũng này, cũng trong nhóm của mình luôn hả? Dạ. Bữa nay con mời cô vô ăn, các cô ăn cái quán này, cô thử cái ngon mà. Ngon rồi bữa sau con dặn bạn bè tới cái quán này ăn tiếp à. Dạ con mời cô ạ. Con mời cháu. Em mời chị. Mời em. Dạ dạ. Thì Phương cũng ăn hồi chiều đi làm về đó ăn nữa rồi bà con các bác thì Phương cũng vô ăn với mấy cô cho vui. Cô ăn thử cho lòng đây ngon không? Ngon hả cô? Chị? Cô? Chị? Dạ. Bữa sau thì con lãnh lương YouTube nữa, con quay lại con mời các cô nha. Thấy các cô nó ngon đó thì Phương cũng... Dạ. Hôm nào thì con mong có Mạnh Thường Quân đó gửi cho các cô ít quà rồi con sẽ quay lại các cô ha cô ha. Thì các cô này nói thì cũng đi lượm với trai thì cũng ngày cũng không bao nhiêu tiền đó, đi lúc 3 giờ đúng không cô? Cô bảo đi tới 3 giờ, cô đi hồi sáng rồi. Đi 1 giờ. Cô đi lúc 1 giờ hả?
thương thông. Dạ. Dạ. Bây giờ trưa là đi. Dạ, lần đi xa bây giờ cũng khó khăn hả cô? Cô đi cả ngày luôn. Rồi giờ ông chú bị bệnh ung thư đại tràng á, dạ, nên là phải lo cho ông buổi sáng, buổi dạ chiều thì mới đi được, là 1 giờ trưa mới đi được. Dạ. Hôm cô cũng đã nói rồi đó. Đó ung thư đại tràng á, dạ, bị mổ ông đưa ra đây mà. Dạ. Vậy là cô có mua thêm cho chú một bình đem về không? Lát con mời thêm chú một bịch nữa ha. Rồi, cho chú một phần. Dạ. Coi cho quậy bỏ vô nó ngon á bà con các bác. Thường thường các cô ở đó là thường thường là người ta tới đó từ thiện cũng nhiều lắm hả cô ha? Dạ. Vì lâu lâu ăn đồ ăn bánh bao hoặc là mì đồ gì á. Dạ. Bánh bèo anh hỏi hoặc là bánh mì. Dạ. Cháo. Có bữa thì thường thích đồ ăn, có bữa không có. Dạ. Đi ra 11 rồi là đủ đồ ăn hết dư. Buổi sáng là mấy cô tập trung ở đó là thường thường mấy giờ? Không có tập trung buổi sáng, có buổi tối không à? Dạ buổi tối không hả cô? Buổi tối là 6 giờ, mới có đi luyện rồi mà. Dạ. Dạ. Mới tới giờ. Dạ. Thường thường luyện xong đó là 6, 7 giờ mới ra đó nghỉ. Dạ. Không cô đâu nghỉ được, còn phải đi luyện cho cô, ta luyện mất sao? Dạ. Ghế bên đây nhiêu ký con? 2.6 à? Bán được nhiêu tiền con? Bán 4.000 ký. Dạ. Mình mua 2.000 con. Dạ. Ủa con mua chứ? Mua nữa, lượm. Dạ, lượm nữa. Còn cô cũng lượm hay là đi chung lượm luôn? Dạ, là hai người chia đôi hả? Cô thì lượng không à, cho không có tiền nhiều đâu. Dạ. Thôi là biết đi xe máy thì chị đi xe đạp. Dạ. Ngày 40-50 á. Dạ. Mình già quá mình lượng mà mua nữa không được sao. Cho chở lượng chưa hỏi mình có mình đi xe đạp có chỗ không nổi. Dạ. 30 được không? Còn hà nữa. Bé buổi mai thì được 2.7. Ủa, buổi tháng là người ta mua giá cao không? Giá cao. Người ta báo cho mình để mình biết mình mua mình mua lỗ. Dạ. Có tiền anh phải phát mình bán cái gì vậy? Dạ. Anh đang đi đặt tiền. Dạ. Đi chợ tiền. Dạ. 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 Phải chở đi nha chị. Dạ. Cô bán thấy cũng mát hả cô hả? Mát. Mát. Đi vốn mấy người đây đâu có bao nhiêu đâu, hai người cứ hùng lại mới mua được một tốt. Dạ. Không biết tiền, không có tiền. Dạ. Hai ba người hùng vô, ví dụ chú bán 50 ký thì đâu có dạ tiền. Còn phải hùng vô hai ba người hùng rồi mới mua đồ đi bán là chia đôi. Dạ. Muốn đổ xăng ở đồ vô đi. Thường thường là một đêm như vậy á, từ chiều miết tới đêm á, thường thường cô là mấy cô khoảng bao nhiêu tiền lượm á? Cô lượm á thì 40-50 ngàn. Dạ. Bữa nào cũng bánh á thì được 60. Dạ. Là nhiều nhất. Dạ. Bữa ôm á hay ôm giấy cao thì chị em ôm sáng nhiều 28 ngàn, còn tôi 32 ngàn để tổ cạnh. Dạ. Hôm nay đồ nó còn giá được 1.7, mấy bữa mà giờ giá nó có hạ, giấy được 5.000 ký. Dạ. Dạ. Bữa này nó rẻ lắm. Dạ. Chắc cũng rẻ mà cho nhiều hơn, bữa có 5.000 một ký. Dạ. Bữa nay con có 2.000 rồi. Dạ. Bữa nay đi đường tầng ngang được 1.7. Dạ. Ngon quá.
ngon không con? Dạ ngon chứ. Bữa sau nếu Mạnh Thường Quân nói là mời các cô á đi ăn á thì con mời các cô nữa nha. Cũng con đi làm giờ cái tối tối như thế này nè thì con sẽ mời ha. Bữa sau thì ăn phở hả con ha? Bữa mấy cô bữa sau thì mấy cô thích cái gì nè? Ăn phở, phở thịt canh. Dạ. Những cái ăn là được rồi. Dạ. Đó là gì ăn cũng được đó. Dạ. Hay cô nó cũng tội nghiệp đó, làm thì khó khăn mà ăn được cái tô cháo ngon đó. Con thấy con mấy cô vui vậy con vui. Dạ. Tại vì con nó răng con ăn dạ. Cũng được. Dạ. Đáng còn răng bấm bấm được trước ngày. Dạ. Cô ăn xong chưa cô? Ừ. Dạ. Cô ăn cháo không đi cô? Cái bầu dạ, ăn cháo không đi con. Tiệm của mình là bán từ mấy giờ? 2 giờ tới 8 giờ là tròn em. Dạ, 2 giờ đến 8 giờ ha. Chậm nè, chứ mấy bữa giờ này là chị cũng phải tròn rồi. Giờ này là 7 rưỡi rồi. Mấy bữa giờ này hôm qua giờ này là cũng bị giòn. Dạ. Mình bán một tháng có nghỉ ngày rằm ngày đồ không? Có em, ngày rằm với mùng 1. Dạ. Chị thẳng đây chị nói cái địa chỉ cái quán của mình đó. Đó nếu mà 70 nước 1 ha. Dạ. Cháu lòng bà điên. Bà gì? Bà điên. Bà điên hả? Dạ nè, thương hiệu dạ. Quan. Cháu lòng bà điên. Dạ. 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 Cái tên ngộ ngộ quá. Dạ. Tên ra khỏi ai được. Em mua bán quyền cái tên đó rồi đó. Chị nói là cái quán này thì cũng mở ra 3-4 năm rồi. Thì đây là 4 năm đó, nhưng mà tại vì cái năm đây cất nhà thành ra mới bán lại. Dạ. Còn tròn tròn ra. Dạ. Là Phương qua Phương hỏi cái chị kia. Thấy chị cũng ăn ngon miệng nè. Dạ. Dạ. Đói bụng ăn giờ này là đúng ngon luôn ha chị ha. Cái con này còn để bụng có ăn cháo thêm không? Dạ, có ăn cháo thêm không? Dạ. Dạ. Con cũng ăn hết rồi ha. Ăn ngon không cô? Ngon. Dạ. Bữa sau ghé lại một lần nữa nha. Bữa nào con có tiền, con lãnh tiền YouTube á. Con mời tiếp lần nữa ha, đi ăn phở ha. Nước đâu rồi? Đây bình nước đây cô. Ca nước sao rồi? Ca nước cho Tiên ơi. Ngọc lấy ca nước cho mấy cô. Đây đây cô. Đây ca bự ca nước. Cái bình khác. Còn đây tủ lạnh á, bình đang để ở bàn khách. Đây nước cô. Ủa, bảy bảy đưa. Chắc nước cho bảy đâu. Đó đó cái ly. Các cô ăn rất là ngon miệng đó mà con có bác. Bây giờ Phương sẽ hỏi các cô ha, hỏi lại nhắc tên lại đó để cho bà con các bác nhớ ha. Dạ, dạ con chào cô ạ. Chào cháu. Thì mấy lần con cũng gặp cô đó. Bây giờ cô nói giờ cái nhắc lại cái tên của cô và hoàn cảnh của cô như thế nào ạ? Cô là cô Sáu. Dạ. Ông chồng thì cũng ung thư đại tràng. Dạ. Cô thì già rồi không có làm gì được nhưng mà bị đau gai cột sống. Dạ. Đi nó bị khòm cái lưng á. Dạ. Nên là từ trước á thì không có đi lượm ve chai thì dạ. Con rồi nó cũng có thể nó giúp được nhưng mà từ ngày dịch tới giờ con nó cũng làm khó khăn quá. Dạ. Thì mình cũng phải đi làm để phụ cho con chứ giờ mình ăn của con thì nó mất cái phần sữa của cháu á thì mình không có được ăn được hoặc là mình phải đi lượm ve chai. Dạ. Chú thì bệnh ung thư. Dạ. Lúc mệt lúc không. Dạ. Phải đi. Dạ. Thì đợi chút nữa đó thì cô lấy thêm một bịch về cho chú à. Cô chị ơi là làm thêm một bịch cho chồng của cô ạ. À. Em chào chị ạ. À.
chị nói cái tên của mình và cái địa chỉ hoặc là chị nói cái hoàn cảnh chị sao ạ? Dạ. Ở ngã ba nhà mấy sợ. Dạ. Hoàn cảnh là hồi trước kia đi phụ bán con gà, nhưng mà giờ là nghiệp con gà không có làm nữa. Dạ. Giờ hoàn cảnh là nuôi mẹ già với nuôi một đứa cháu ngoài với ông chồng thì bị phổi. Dạ. Còn đây thì bị bệnh là gan cột sống với là tiểu đường với là khớp với là giãn tĩnh mạch. Dạ. Hoàn cảnh cũng khổ, đi đường đi chai chung với chị đây. Dạ. Xe. Dạ. Rồi chị. Dạ con chào cô ạ, cô nói cái tên của cô ạ. Cô tên là chị Dung. Dạ. Năm nay 68 tuổi. Dạ. Đi hoàn đầy đủ hơn rồi. Hồi đó cô nó đi lượm dây chai. Dạ. Là bây giờ ông chú ông bị xe tai nạn chết rồi. Bây giờ có năm đứa, bốn đứa cháu. Dạ. Bốn đứa cháu là cha mẹ bỏ nhau. Bây giờ phải nuôi cháu. Dạ. Anh là bây giờ đi rừng chị ra, buổi sáng thì cô cũng vẫn bán. Dạ. Cô bán cơm rượu buổi mai. Dạ. Kiếm mấy chục là bán cơm rượu ở đâu cô? Ở đường chợ khu xài đi vô, chỗ ăn thì tí vô. Dạ. Buổi sáng đi bán có dạ. 20 ly. Dạ. Có bữa 15 ly. Dạ. Rồi cô vô cô nấu cơm cho cháu nó ăn. Dạ. Rồi cô mới đi được dây chai. Dạ. Đến tối về ai cho gì đâu cho cháu ăn. Dạ. Dạ. Em chào chị ạ. Mấy lần chị cũng nhớ em, tự em cũng phát về mấy lần đó thì cũng trong đó cũng tối thì chị nhớ em ha. Dạ. Chị nói là cái tên của mình và cái chị tên Ngọc. Dạ, nhà chị ở đâu ạ? Nhà chị ở trên Công nghiệp ở nhà chợ Thành Phố. Dạ. 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 Con có một đứa con chồng chết rồi. Dạ. Dạ. Đi lượm với cha đi sẽ chiều tối gì đây. Đây là nhà sáu thì ngồi ăn cái cháu lúc này về nuôi con nó học. Dạ. Con chị nó học ở bên trường học ở bên hai bên trường cao đẳng kỹ thuật á, không kỹ thuật trường học nghề á, vừa học vừa học nghề. Dạ. Dạ. Mà đóng tiền gì đó. Dạ, chị cũng lo làm lượm thêm dây dạ, chai ha. Dạ. Dạ, thì cố gắng lên chị. Chào cô. Chào. Dạ. Cô coi như là hoàn cảnh của cô thì cũng là hai người con mà nó bị khổ. Dạ. Mà bây giờ năm nay là cô 69 tuổi. Thì cô đi lượm vô người, cô bị nhà trò đi đường quân công á. Dạ. Đi lượm vô người. Coi như là con thì nó cũng cho đại khái về nuôi á. Dạ. Mà thấy nó khổ quá thì thôi cô cũng như trò với cô thôi lượm vô nhựa. Dạ. Thì cô bản thân cô cũng được đó, cái năm mà chừng năm mà cô yếu á, cô đi không được thì cô về nhờ con nhờ cái. Dạ. Đó thì cô đi được vậy thì coi như là thì hồi chó cũng như quán rồi đó, cô cũng nấu cơm mình nước gì hết. Dạ. Mà cô bệnh nữa. À, cô đi mà bị trượt chỗ cửa, cô chạy tơ đoan hoàng, chạy tơ mà quá như bị té xuống xuống 12. Em ơi đừng có làm nữa nha. Giờ cũng nắc rồi, cơm. Mấy người này không uống có tiền. Ai có uống cái này nằm đi về cho nó tỉnh la, nó phải phải được. Nó là bữa nha. Đôi khi đi phải ngồi mà ăn nữa, 10 phút mà đừng dậy đi làm. Dạ. Dạ em chào chị. Dạ. Chị nhắc lại cái tên của chị ạ. Cẩm Tiến. Dạ chị nói to lên chị ạ. Tôi là Cẩm Tiến. Dạ chị ở đâu ạ? Chị ở Cầm Bò. Dạ. Bây giờ là ở tạm nhà con gái ở Hà Thanh. Ở dạ. Đâu mình khai tiền đừng dạ. 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 Chị nói này chị. Dạ. Nhiều khi mà chị nói như thế này đó, lỡ mà đăng cái video này lên đó, rồi nếu mà con cái chị nếu mà thấy cái video này có sao không ạ? Không sao hết. Dạ. Em cũng xin phép chị ha, ra nhiều em cũng nhiều khi sợ con cái đời chị đó nhiều khi không thích, chị cũng nói là không sao đó bà con cô bác. Thì hôm nay là các chị ăn ngon không ạ? Ngon. Dạ. Thì lần sau thì nếu mà có Mạnh Thường Quân ha, con lãnh tiền YouTube con sẽ quay lại mời các cô ha. Cảm ơn. Thấy các cô cũng ăn cũng hết rồi đó bà con cô bác. Là con đồ nành có cái uống thêm đồ nành không ạ? Cô uống đậu nành nữa cô. Chị làm cho em một ly đậu nành nữa ạ. Dạ. Không làm nữa. Dạ dạ. Có cái nắp chạy ra đi. Dạ có, dạ có. Uống ly này cho dạ uống
Uống hơi khô. Cảm ơn cháu Phương để mời các người dì cha đi ăn. Dạ. Ngon ghê luôn. Dạ. Ngon ăn ngon. Cảm ơn chú Phương. Dạ. Cảm ơn những người cơ sở nhập khẩu. Dạ. Ăn được ăn rất là ngon. Dạ. Mấy các cô ăn cũng ngon ha. Dạ. Thì bây giờ thì Phương tính tiền. À, cô lấy thêm cái bịch về cho chú chưa ạ? Dạ. Thôi mấy cô cứ đang nghỉ một chút rồi hoặc là có đi lượm thêm đi chai thì đi lượm ha. Ha chị ha. Dạ. Dạ dạ. Dạ hôm sau thì con sẽ cảm ơn cho Phương nhiều. Dạ. Dạ cô chắc con vui vẻ rồi. Dạ. Dạ dạ. Cảm ơn mấy cô nha. Dạ. Hẹn gặp lại nha. Dạ. Thì các cô nói lượm về chai thì một đêm gì có 40-50 ngàn đó bà con cô bác. Anh cho bé này một. Dạ con chị hộp được. Rồi chị lấy thêm một hộp. Dạ dạ chị lấy thêm một hộp nữa. Là hai hộp đúng không? Dạ. Dạ dạ chị cứ lấy đi, chị cứ lấy đi chị. Em lượm dây chai. Em đi lượm với anh rồi. Hả? Em cũng đi lượm. Cũng đi lượm hả? Dạ. Cũng hay ngồi ngày sáu không? Dạ. Cũng hay ngồi cái đó hả? Sao mấy bữa anh nhớ anh tới vô mấy lần không thấy? Dạ, em đi mới đi rồi. Mới đi hả? Dạ. Nhà em ở đâu? Dạ em 90 Đồng Nai á. À 90 Đồng Nai hả? Dạ, 90 Đồng Nai hả? Ôi nhà con ai vậy? Dạ mẹ mới mất. Dạ. Mới mất nữa hả? Rồi em lượm chiếc chai này lâu chưa? Dạ 2 năm rồi. Em có gia đình mấy cháu rồi? Em 2 cháu, 2 gái, 1 trai. À. Ông kia là ở đâu? Đồng Đế á. Đồng Đế luôn. Chứ không phải ở trong Đồng Nai hả? Dạ không. Đi đâu đó vậy? Trời lượm với trai rồi mấy giờ mới đạp xe đi về Đồng Đế? Không, vậy em về đây. À về đây đây hả? Rồi em chưa lấy thì. Rồi cho chị lấy gì trước ha? Chị có lấy thêm cái quẩy không ạ? Chị có lấy thêm chứ quẩy. Cháu nó đi học rồi. Rồi đúng. Thôi mà hả? Cây quẩy. Rồi xong. Rồi. Bên này cây rồi. Quẩy. Rồi chị lấy ha. Rồi. Lấy về cho cháu nó đi. Dạ dạ dạ. Rồi cảm ơn ông Phương. Ừ. Thôi em đi về ha. Dạ cảm ơn. Thôi em cũng giờ này cũng mới lượm về chai cũng bây giờ cũng trên xe cũng có một bịch về chai nè bà con các bác. Hồi nãy các chị với cô là ăn hết bao nhiêu tiền chị? À, tổng cộng là 385 ngàn. Dạ. Nhưng mà tại vì cũng là mạnh thường quân. Dạ. Mình cũng là cũng thiểu nỗi khổ của mấy chị em mấy cô đó. Dạ. Nên bây giờ mình cũng ủng hộ. Dạ. Mình lấy còn lại là 265 ngàn thôi. Dạ đó. Em cũng cảm ơn chị ha. Đó, rồi. Dạ. Thì chị cũng nói là Phương mời vô thì các cô ăn cái gì đó thì tính hết rồi nước non rồi đó là 385 nghìn. Giờ chị bớt là còn 265 nghìn ha. Em cũng cảm ơn chị rất là nhiều để Phương quay lại cái quán của chị ha. Cái quán của chị là quán Cháo Lòng Bà Điên nè bà con có bác. Địa chỉ là 70 núi 1 Nha Trang, có số điện thoại luôn này. Cái tên rất là ngộ luôn á. Cái quán Bà Điên ha, bữa nay là vô cái quán Bà Điên ăn cho lòng mời các cô. Đúng không? Dạ. Quán ngộ luôn. Tên là ngộ, hồi nãy chị nói mà Phương ngồi đây đó, Phương có nghĩ là chị nói giỡn chơi thôi. Mà thật ra nó đợi trên bảng là... Dạ. Dạ, hồi nãy em không có để ý. Dạ, em nghĩ tới cái cháo lòng thôi. Dạ. Và bây giờ Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương sẽ tiếp tục đăng cho bà con các bác xem. Mấy cô lắc khổ thì mình cũng hiện tội khổ mình cũng ủng hộ một phần nào. Dạ, thôi cũng là thấy dạ, thấy cái cô ăn cũng vui, ăn cũng ngon miệng đó. Thật sự đó. Cái nhà la rất là tầm lét tia tua đi. Thôi em chào chị nha. Rồi hẹn gặp lại chị ha. Rồi cảm ơn Phương nha. Dạ, rồi em chào chị ạ. À, chào em.